lại thêm một blog của Andy Vũ. Nó dài ngày hôm nay mình đang có mặt tại VDC, các bạn, Việt Nam Strip Club của Tống Trung Quê. Thì cái khu vực này nằm trong cái khu vực trường đua Đại Nam luôn. Thì cũng lâu rồi mình không có làm blog, tại vì mình bận một số công việc ở bên ngoài, với lại giờ này mình tập trung làm nhạc cũng hơi nhiều. Nói chung là bây giờ mình đã quay trở lại đây các bạn. Thì sau này sẽ mình sẽ xen kẽ lên những hoạt động làm nhạc, về xe, về cuộc sống của mình vân vân, sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại đây để coi những có những cái loại xe nào mà sắp tới sẽ góp mặt tại đây, và ở đây cái sân này dành cho những hoạt động như thế nào. Nói chung cái blog này là cũng tương đối là sẽ thú vị đó các bạn, mà make sure các bạn rate, comment and subscribe cho cái YouTube của mình. Đây các bạn, intro. Mọi thứ vẫn chậm đi, ngồi đây nhâm nhi nghe giai điều đó đang thầm thì cuối sâm ai vào trong đi chấm đi. Khi ở trên mái là một cơn mưa đang ầm ĩ, trời là bóng sơn hay là Sài Gòn anh vẫn không lo gì. Bịt khẩu trang như là Shinobi để chẳng thấy câu vì khi bên lầu kia anh đang giải trí cùng với mấy homie. Đặt bàn tay vào trang giấy lên vài cái Oli. Áo sơ với ai trong tim cùng với những đôi mắt liêm thiêm, đủ lúc có ai trong tim là lúc như vai trong phim. Say say trong đêm nay, sắm ai ở chân tay, nhung nhớ như chân tay băng giá trong con tim này. Gucci chắc cái đêm xuống rồi khóc nó lên đi, buồn nước hoa và ăn muốn nó là mình không ăn đi. Bao niềm thong làm ai với cơn đầu, mẹ nó hurt us hurt cold. Em nhắc chi bên anh thật lâu, thì chấp nhận anh có tình sâu. Các bạn nha, thì bây giờ trước mặt tụi mình là cái khu vực trường đua Đại Nam, nhưng mà riêng cái khu vực này là trường đua Đại Nam hợp tác với lại bạn Tống Đồng Khuê cũng như là Việt Nam Trip Club. Thì khu vực này sẽ dành riêng cho anh em tập drift, những người thích cái bộ môn drifting này thưa các bạn. Thì trước mặt chúng ta là một chiếc 350Z Nissan 350Z. Thì ở đây có rất là nhiều anh em, thì trước mặt chúng ta thấy có RS Turbo Team của Bình Phước, cũng như anh Quý, anh Hiếu, anh Ốc này nọ. Đó, đủ quá. Đây. Ê, đang trên blog nha anh trai, rồi được cái té một cái lên hình là khó coi lắm nha. Lá hồi mình xuống dưới như mình giật với Mio cho các bạn coi, lâu rồi mình cũng chưa chạy. Nói chung là một cái blog này là nói chung là sở trường của mình cũng thích quay những kiểu gió blog này đúng không các bạn. Ủa xe này là sao? Một tới ba lùi hay gì? Một tới ba lùi đúng không? Chảy gì bo ơi, chảy gì bo ơi. Chảy gì bo nè.
chạy nhiều kinh nghiệm xử lý lúc đó lẹ thôi. Ừ. Quá. Lúc đó là tôi biết anh Hiếu đi đâu liền. Quá. Xe này là chiếc BMW Zin nha các bạn. Má mà nó chạy tốt ghê. Thọt quá trời. Đủ chơi các kiểu nhẹ nhẹ. Hai con với lại Visa là dễ rip luôn á. Ủa chiếc xe này chưa Visa luôn hả? Chưa Visa chưa con gì hết đó. Trời đủ không má, không dư điện nha. Ngày bữa lên quay cái xe kia thay cái bơm xăng quay quay xe kia mấy xước. Đồ má chỉ có Việt Nam chứ không luôn hả? Ừ. Rồi mình ra solo đi. Đây, quay này cho thấy. Mấy bạn nào không quen lên ngồi chống mặt liền. Mình ngồi hoài. Mình đứng chỗ chống mặt. Ngồi xe không chống mặt.
Đấy. Mio chạy với Civic Turbo này chắc là một cái một mục tiêu. Trời ơi, chết mẹ rồi anh Nam ơi. Má thằng này chạy ghê hả? Làm ăn còn cái bền, mẹ cái bền. Bài tự do còn lớn, bài lớn hơn nữa. Nó bền. Mấy thằng chạy trong đường dưới làm gì chạy hai không à? Cái dĩa này đấy, mà cái dĩa nó hai cái mâm gắn trên cái mâm đúng bạn mâm mì à, ừ đúng. Đây là mấy xe tân nha các bạn, mấy xe nhún nhảy đồ. 65 nhân. Ủa cái xác xe là xác xe gì anh? Ninja 20 đúng quá. Còn xe này Ninja luôn anh. Ninja luôn, đợi làm thiết hoàng nha đại tống. Đúng quá, tống gì chứ đã quá, tống kiểu này thì tống tiếp. Ủa anh, cái dĩa này chính xác là dĩa mà bao nhiêu anh? 65 đô. 120 á. Điên luôn. Cái dĩa này chắc mấy ngày làm chứ đâu có anh. Em làm mới có luôn. Này ra còn có chú bự nè. Nó quay con dĩa 65. Dạ là quanh chú bự là có. Về gắn ghen chạy. Được. Ok.
chơi từ trưa đến tối luôn các bạn. Và cái chỗ này với lại mấy cái xe này buổi tối nhìn thơ mộng quá. Hợp lý nha các bạn. Thì cái chỗ này sau này mình nghe nói thì sẽ có tổ chức sự kiện comic hàng tuần. Rồi các bạn xe nhỏ, các bạn Dio, các bạn SH, rồi nói chung tất cả các dòng xe luôn. Thì cần đến đây là mình có chỗ ốp để chuyên nghiệp luôn không? Tưởng tượng ở chỗ này đi không? Sắp mấy lá cờ với bên Nhật rồi. Có mấy cái quầy đồ ăn bên Mỹ á, fast food này nọ. Là một cái buổi festival thực sự tại Việt Nam. Hợp lý. Thì lần sau mình sẽ mang xe mình với lại mấy cái xe nhàm lên đây chơi. 720S. Rồi các bạn, còn bên trong thì đây là bên ngoài nha. Còn bên trong thì là cái khúc này là cái khúc mà cái phòng họp của anh em. Quá đã luôn, nhìn ra ngoài như xe băng. Cái view này nó là cái view về cái sân nha. Đó, đây là có mấy cái máy chơi xe này các bạn. Thì Quê có chia sẻ với mình là muốn drift giỏi thì các bạn phải drift giỏi trên game trước đã. Thì trên game nó có vài cái cũng giống như ở ngoài đời thật mình có thể áp dụng được. Đó, màn hình luôn. Ba cái, lý do tại sao ba cái? Góc rộng giống như mình ngồi trên xe thiệt đó. Đây là cái màn hình tay lái. Đó, coi là y như thiệt luôn nha các bạn. Đầy đủ giống như ở ngoài luôn. Đây, có ba cái chân ga luôn, số sàn luôn. Lại xe này, cái máy này có hai mod này các bạn, là có thể chạy số tự động được, số sàn được luôn. Đây, số của siêu xe luôn, Powership. Đây là cái máy tính. Máy tính nhìn ác vậy ta. Nhìn đã. California quá đã. Ủa mấy ghế này có ai đang ngồi chơi hả mấy ông nội? Sao tự nhiên rung vậy? À, tự động nó rung. Ok, hết rung rồi. Có người vô chơi là hết rung. Đây có mấy chiếc RC nữa các bạn. Cái xe này là làm thuật lại cái mẫu xe mà bữa Khuê qua Thái Lan trip với các bạn. Chiếc Sphero. Còn đây là chiếc R32 wide body. Nissan R32 wide body. Đây là cái bình bấm một cái là thấy power quá cầu luôn nha các bạn. Rồi xung quanh là mấy cái tay lái chắc game nè. Mấy tay lái của game nè. Hợp lý. Marshall bự. Cục kẹo cho em xin.
tối vẫn còn có người dạy trip rồi các bạn. Thì bạn Tống Đông Phơi đang chỉ cho một cái nhân viên của mình cái cách mà tiếp cận trip dễ nhất. Thì bây giờ hiện tại trời cũng mưa thì tụi mình cũng chuẩn bị về rồi, nhưng mà trước tiên thì cái bộ môn này á, khi mà cái đường nó càng trơn càng trượt thì nó càng chơi càng dễ, gọi đi ra luôn rồi.